Thưa quý vị, trong 2 tháng đầu năm nay, đoạn cong khoảng 50 mét cuối đường Tôn Đản thuộc phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết và bị thương 6 người. Hầu hết người điều khiển phương tiện là người ngoại tỉnh, không làm chủ được tốc độ, đến đoạn đường cong này tự gây tai nạn. Phản ánh của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Gần đây nhất là vào lúc 22 giờ ngày 1 tháng 3, anh Võ Đình Phán, sinh năm 1988, trú tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, điều khiển xe mô tô mang biển số 92G1-27102 đi theo hướng phường Hòa Phát đến phường Hòa Thọ Tây. Đến đoạn đường cong trước số nhà 1010 Tôn Đản thì tông vào gốc cây ven đường nên tử vong tại chỗ. Hoặc vụ tai nạn giao thông lúc 18 giờ ngày 5 tháng 3, cũng tại đoạn đường cong này đã xảy ra vụ tai nạn giao thông tự gây, làm anh Trần Đình Tư, sinh năm 1968, trú tỉnh Quảng Nam bị thương rất nặng. Là những người dân buôn bán ven đường chứng kiến liên tiếp nhiều vụ tai nạn thương tâm cho biết. 2 tháng đầu năm 2023 này á, là tôi chứng kiến là 6 vụ tai nạn, trong đó có một vụ chết người. Là gần đây nhất á, là ngày 1 tháng 3 là một vụ tai nạn đầu này là chết một người vào lúc 10 giờ đêm ngày 1 tháng 3. Và ngày hôm qua là ngày 5 là ngay góc cây này là đã chết một tai nạn thêm một vụ nữa, bị thương rất là nặng. Đã có công an một cái thương lên chở đi. Cái đoạn đường này do cái khúc cua này nó quá là eo, quá hẹp, mà đa số là chạy là sai xỉn cũng nhiều. Sai xỉn, không làm chủ được tốc độ. Cho nên khi chạy tới đó là đột ngột là sẽ bị ra chỗ đó, từ đó mà nó văng tới đây nè. Đây văng. Mới hôm kia là ở nhà tôi, trước nhà tôi là một mạng. Theo quan sát của phóng viên, thì đoạn cong này khoảng 50 mét, có độ dốc lớn giao nhau với kiệt số 1006 Tôn Đản. Các mô tô, xe máy đi từ hướng phường Hòa Phát đến phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ thường tăng tốc nhưng không làm chủ tốc độ nên tông và vào cây ven đường trước số nhà 1006 gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyên nhân của hắn á, là họ lồi với con đường này, cái cua quá ngặt, do cái cua chỗ này quá ngặt, phí ngùa vô là họ chạy là tốc độ nó nhanh, thì ôm không hết cái cua, cái mặt đường là chỗ này nó phẳng, nó bàn. Cho nên ai không thấy cua là họ sẽ tốn một cái lề phía bên phía tay. Theo Công an phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, đoạn đường cong này từ khi thông tuyến đến nay thường xuyên xảy ra tai nạn. Bên cạnh việc không tuân thủ biển báo hạn chế tốc độ của người điều khiển phương tiện, thiếu quan sát khi vào cua thì nguyên nhân chính cũng góp phần tăng tai nạn. Đó là tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, đặt biển hiệu quảng cáo che khuất tầm nhìn người tham gia giao thông. Một nguyên nhân khách quan nữa là cũng một số cái hộ kinh doanh buôn bán, cũng có những cái hộ là họ để cái biển quảng cáo, nó cũng một phần là nó che khuất cái tầm nhìn. Thành ra là hiện nay là công an phường đã phối hợp với chỗ ủy ban nhân dân phường về quy tắc đô thị đang hướng dẫn cho người dân cũng như là sử dụng những cái biện pháp để mà làm giảm thiểu cái tình trạng mà để lấn chiếm cái vỉa hè như thế. Đã đến lúc các ngành chức năng và chính quyền địa phương cần đưa ra giải pháp để hạn chế tai nạn giao thông tại khu vực này. Trước mắt, cùng với việc tăng cường điện chiếu sáng vào ban đêm, người dân kiến nghị nên xây gờ giảm tốc từ xa để xe vào nút. Thì tôi cũng đề nghị kiến nghị với là các cấp là làm thế nào, làm cái đoạn đường giảm tốc. Giảm tốc nghĩa là giảm tốc mạnh lên. Đấy, cho mà dòng mạnh cái tránh thực nhớ để anh thảm tốc độ lại. Chứ bây giờ cái cấm làm biển cấm biển này rồi nó cũng chạy bọt mọt đâu à. Chỉ có cách là giảm tốc. Đây cũng đề nghị là chính quyền, cơ quan chủ quản cấp trên là lùm giám sát đoạn đường xa tới ngã tư để hạn chế cái tốc độ xe mô tô cũng như ô tô.